Thưa quý vị và các bạn, tại một số địa phương của huyện Bảo Thắng, nhiều năm qua, tình trạng đốt pháo vào dịp Tết, nhất là đêm giao thừa và sáng ngày mùng 1 diễn ra khá phổ biến. Trong những ngày này, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đang tích cực tuyên truyền, khoanh vùng khu vực, quản lý giám sát chặt chẽ các đối tượng trong diện nghi vấn, hạn chế thấp nhất việc đốt pháo nổ. Tại xã Gia Phú, một trong những xã trọng điểm về tình trạng lén lút đốt pháo vào dịp Tết giao thừa các năm trước. Những ngày cận Tết này, đội quản lý hành chính và trật tự công an huyện Bảo Thắng vẫn đang tích cực phối hợp cùng với Đảng ủy chính quyền địa phương đến từng nhà để tuyên truyền vận động người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ đốt pháo. Đặc biệt những gia đình nằm trong diện nghi vấn những năm trước đây đã từng đốt pháo trong đêm giao thừa đã được nhắc nhở và quán triệt. Đặc biệt là có sự tuyên truyền của xã cũng như của huyện. Các hộ đặc biệt những mặt đường chính ở quốc lộ 4E này là chúng em là không ai đốt pháo nữa. Chúng tôi cũng bố trí lực lượng công an giám sát chặt chẽ những cái khu vực, những cái đối tượng mà có nguy cơ về buôn bán pháo nổ. Thì cũng báo cáo các anh là với một loạt các cái biện pháp làm như thế thì đến giờ này thì xã Gia Phú chưa có hiện tượng đốt pháo và cũng chưa bắt được cái đối tượng nào buôn bán pháo nổ. Còn tại thị trấn Phú Lu, việc đốt pháo trong đêm giao thừa những năm trước vẫn còn xảy ra, thì năm nay Đảng ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an thị trấn cũng đã vào cuộc vận động tuyên truyền nhân dân. Đến nay, nhiều tuyến phố của thị trấn, các điểm tập trung đông dân cư, nhà văn hóa tổ dân phố, những banner affix tuyên truyền không mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháo đã được đăng, treo, dán để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng pháo. Cơ bản tổ dân phố chúng tôi đã tuyên truyền rồi. Và cụ thể việc cụ thể là tổ dân phố là ngay như cái chỗ bán quán kia là đêm 30 thì chúng tôi dứt khoát không cho bán hàng, bởi vì sợ là bán hàng là người ta sẽ mang pháo đến, người ta đốt ở vườn hoa này là rất ảnh hưởng đến tổ dân phố. Tối 30 thì chúng tôi sẽ dùng lực lượng bảo vệ dân phố theo rồi kết hợp với các công an đây là tuần tra kiểm soát. Trong thời gian này, lực lượng công an huyện Bảo Thắng cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép. Từ tháng 12 đến nay, công an huyện đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ với số lượng lên đến trên 70 kg. Hiện đã khởi tố điều tra hình sự 2 vụ, 3 bị can. Tuy nhiên, đối với những địa bàn trọng điểm như xã Xuân Quang, Gia Phú, Bản Việt và thị trấn Phú Lu, lực lượng công an huyện cũng đang tiếp tục huy động lực lượng tối đa ứng trực để ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi đốt pháo trái phép. Và chúng tôi đã có các buổi đi kiểm tra trực thực tế để xem là cảnh sát khu vực, công an viên, các thôn đã đến các điểm nóng để ký cam kết đấy, những cái điểm mà nghi vấn là sẽ xảy ra cái tình trạng đốt pháo. Chúng tôi đến ký kết thường xuyên, chỉ đạo sát sao về cái việc để không để xảy ra đốt pháo nổ trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Hy vọng với các giải pháp tích cực như đã đề cập, tình trạng đốt pháo trên địa bàn huyện Bảo Thắng sẽ được giảm thiểu, góp phần để nhân dân đón một cái Tết vui tươi, an toàn.